Mac Mini Embo là một chiếc máy tính mạnh mẽ và đa năng được gói gọn trong một thiết kế nhỏ gọn. Đừng để kích thước của nó đánh lừa bạn. Cỗ máy nhỏ bé này là một sức mạnh thực sự. Nó hoàn hảo cho học sinh, giáo viên và bất kỳ ai cần một chiếc máy tính đáng tin cậy và hiệu quả. Chiếc Mac Mini mới nhất được trang bị con chip M4 ấn tượng của Apple. Con chip này mang đến hiệu năng cực nhanh và hiệu suất năng lượng đáng kinh ngạc. Bạn có thể chạy các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, thực hiện đa nhiệm một cách dễ dàng và tận hưởng trải nghiệm máy tính mượt mà. Mac Mini M4 cực kỳ đa năng. Nó có thể xử lý mọi thứ, từ các tác vụ hàng ngày đến các dự án sáng tạo và thậm chí là chơi game nhẹ. Kết nối nó với các thiết bị ngoại vi yêu thích của bạn và bạn đã sẵn sàng để sử dụng. Với kích thước nhỏ gọn, Mac Mini M4 phù hợp hoàn hảo với mọi không gian làm việc. Nó cũng cực kỳ di động. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. RAM hay bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên là rất quan trọng đối với hiệu suất của máy tính. Nó giống như bộ nhớ ngắn hạn của máy tính, cho phép nó truy cập nhanh chóng thông tin cần thiết. Nâng cấp lên RAM 16GB tạo ra sự khác biệt đáng kể về cách Mac Mini M4 của bạn chạy mượt mà như thế nào. Bạn sẽ nhận thấy ứng dụng khỏi chạy nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà hơn và hiệu suất tổng thể tốt hơn. Nếu bạn là học sinh hoặc giáo viên sử dụng các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, RAM 16GB là rất được khuyến khích. Nó đảm bảo rằng máy tính của bạn có thể xử lý tài và theo kịp quy trình làm việc của bạn. Với RAM 16GB, bạn có thể chạy đồng thời nhiều ứng dụng mà không gặp bất kỳ hiện tượng lag hay chậm nào. Điều này đặc biệt có lợi cho những học sinh cần chuyển đổi giữa nghiên cứu, viết lách và phần mềm sáng tạo. Apple hiểu tầm quan trọng của công nghệ trong giáo dục. Đó là lý do tại sao họ cung cấp chương trình giảm giá giáo dục đặc biệt cho máy tính Mac, bao gồm cả Mac Mini Apple. Giảm giá này cho phép học sinh, giáo viên và nhân viên đủ điều kiện tiết kiệm đáng kể khi mua hàng. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu một chiếc Mac mạnh mẽ với mức giá phải chăng hơn. Để đủ điều kiện nhận được chương trình giảm giá giáo dục, bạn cần đáp ứng các tiêu chí nhất định. Nói chung, điều này bao gồm việc là học sinh, giáo viên hoặc nhân viên hiện tại tại một cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Số tiền giảm giá có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và chương trình khuyến mãi cụ thể. Tuy nhiên, bạn có thể mong đợi sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể khi mua Mac Mini M4. Unidays là một nền tảng phổ biến kết nối sinh viên với các chương trình giảm giá và khuyến mãi độc quyền từ nhiều thương hiệu khác nhau, bao gồm cả Apple. Đó là chìa khóa để bạn mở khóa chương trình giảm giá giáo dục trên chiếc Mac Mini M4 mới của mình. Đăng ký Unidays rất dễ dàng và miễn phí cho học sinh. Chỉ cần truy cập trang web của họ hoặc tải xuống ứng dụng Unidays và làm theo các bước đăng ký. Unidays xác minh trạng thái học sinh của bạn để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện nhận được chương trình giảm giá mà họ cung cấp. Điều này giúp duy trì tính toàn vẹn của chương trình và đảm bảo rằng chỉ những cá nhân đủ điều kiện mới có thể được hưởng lợi. Khi bạn đã được xác minh trên Unidays, bạn sẽ có quyền truy cập vào một loạt các chương trình giảm giá dành cho học sinh, bao gồm cả chương trình giảm giá giáo dục của Apple. Đó là một cách thuận tiện để tiết kiệm chi phí cho các sản phẩm công nghệ yêu thích của bạn. Phần 5 xác minh điều kiện đủ điều kiện của bạn, nhanh chóng và dễ dàng. Việc xác minh điều kiện nhận chương trình giảm giá giáo dục của Apple thông qua Unidays là một quy trình đơn giản. Unidays sử dụng các phương pháp bảo mật để xác nhận trạng thái học sinh hoặc giáo viên của bạn. Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và tên cơ sở giáo dục của bạn. Unidays cũng có thể yêu cầu tài liệu bổ sung để xác minh việc bạn đăng ký. Đừng lo lắng, quy trình xác minh rất nhanh chóng và an toàn. Unidays bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng nó để xác nhận tư cách nhận giảm giá của bạn. Sau khi quá trình xác minh hoàn tất, bạn sẽ có quyền truy cập vào cửa hàng giáo dục của Apple
và có thể bắt đầu duyệt tìm chiếc Mac Mini giảm giá của mình. Giảm giá của Phần 6. Hướng dẫn từng bước. Nhận mã giảm giá của bạn. Đầu tiên, truy cập trang web hoặc ứng dụng Unidays. Bạn có thể truy cập trang web Unidays hoặc mở ứng dụng Unidays trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bằng của mình. Tiếp theo, tìm kiếm Apple. Chỉ cần sử dụng thanh tìm kiếm để tìm Apple hoặc giảm giá giáo dục của Apple. Sau đó, chọn sản phẩm của bạn, chọn Mac và sau đó chọn cấu hình Mac Mini M4 mà bạn mong muốn. Bây giờ, hãy lấy mã giảm giá của bạn, nhập vào nhang ngay bây giờ hoặc nút tương tự để hiển thị mã giảm giá duy nhất của bạn. Sau đó, sao chép mã. Sao chép mã giảm giá vào khay nhỏ tấm của bạn. Bạn sẽ cần nó trong quá trình thanh toán trên cửa hàng giáo dục của Apple. Cuối cùng, tiếp tục đến cửa hàng giáo dục của Apple. Nhập vào liên kết được cung cấp để chuyển hướng đến cửa hàng giáo dục của Apple. Phần 7. Lựa chọn Mac Mini M4 của bạn. Các tùy chọn và cấu hình. Mac Mini M4 cung cấp một số tùy chọn cấu hình để phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Bạn có thể chọn dung lượng RAM, dung lượng lưu trữ và các tính năng khác phù hợp với yêu cầu của mình. Đối với hầu hết học sinh và giáo viên, mẫu cơ bản với RAM 16GB và ở SSD 512GB mang đến sự cân bằng tuyệt vời giữa hiệu suất và dung lượng lưu trữ. Nếu bạn cần nhiều dung lượng lưu trữ hơn cho các tệp, dự án hoặc phần mềm của mình, bạn có thể chọn kiểu máy có ở SSD lớn hơn. Apple cung cấp nhiều tùy chọn lưu trữ khác nhau để bạn lựa chọn. Hãy xem xét cách sử dụng thông thường của bạn và chọn cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Nếu bạn không chắc chắn, trang web của Apple cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết và so sánh để giúp bạn quyết định. Phần 8. Ngoài Mac Mini, khám phá các chương trình giảm giá khác của Apple. Chương trình giảm giá giáo dục của Apple thông qua Unidays mở rộng ra ngoài Mac Mini M4. Bạn cũng có thể được hưởng ưu đãi trên các sản phẩm khác của Apple, bao gồm máy tính xách tay MacBook, iPad và phụ kiện của Apple. Nếu bạn đang muốn mua một chiếc máy tính xách tay mới, các mẫu MacBook Air và MacBook Pro là những lựa chọn phổ biến của học sinh và giáo viên. Chúng mang đến tính di động, hiệu suất và trải nghiệm thân thiện với người dùng. iPad là thiết bị cực kỳ linh hoạt dành cho học sinh. Chúng rất phù hợp để ghi chú, đọc sách giáo khoa, làm các công việc sáng tạo, v.v. Apple cung cấp một loạt các mẫu iPad để phù hợp với nhu cầu và ngân sách khác nhau. Đừng quên khám phá các chương trình giảm giá cho các phụ kiện của Apple như Apple Pencil, Magic Keyboard và AirPods. Những phụ kiện này có thể nâng cao trải nghiệm Apple của bạn và tăng năng suất làm việc của bạn. Phần 9. Nam bắt cơ hội. Nâng cấp công nghệ của bạn ngay hôm nay. Chương trình giảm giá giáo dục cho Mac Mini M4 với RAM 16GB là cơ hội tuyệt vời để học sinh và giáo viên nâng cấp thiết lập công nghệ của họ với mức giá tiết kiệm đáng kể. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để sở hữu một chiếc Mac Mini mạnh mẽ và đa năng có thể xử lý dễ dàng tất cả các tác vụ học tập và sáng tạo của bạn. Hãy truy cập Unidays ngay hôm nay để xác minh tư cách nhận và nhận mã giảm giá của bạn. Đó là một quy trình đơn giản và dễ hiểu, có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể. Hãy đầu tư vào giáo dục của bạn và trao quyền cho bản thân với những công cụ bạn cần để thành công. Nâng cấp lên Mac Mini M4 và trải nghiệm sự khác biệt.